Cuộc thi sáng kiến Mekong năm 2024 đang tiếp tục nhận hồ sơ của các doanh nghiệp và khởi nghiệp. Điểm hẹn doanh nhân kỳ này, những bài học thực tiễn trong kinh doanh và khởi nghiệp. Chính phủ yêu cầu giảm lãi suất cho vay, giảm thuế để hỗ trợ doanh nghiệp. Câu chuyện kinh doanh, doanh nghiệp gặp khó khi tiếp cận kiểm kê khí nhà kính. Quý khán giả đang theo dõi chương trình Cà phê Doanh nghiệp. Thưa quý vị, chương trình Cà phê Doanh nghiệp do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp, Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp Đồng Tháp cùng thực hiện. Thưa quý vị, để chuẩn bị cho sự kiện Mekong Startup lần 2 năm 2024, Đồng Tháp đã tổ chức các đợt tập huấn xuyên suốt về các nội dung mới như kiểm kê khí nhà kính mà chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn ở phần sau chương trình. Cùng với đó, tỉnh cũng đã phát động cuộc thi sáng kiến Mekong năm 2024. Theo đó, lĩnh vực dự thi là các dự án khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các mô hình giải pháp sáng kiến về chuyển đổi xanh, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh, giải pháp chế biến khai thác tạo giá trị gia tăng tài nguyên bản địa. Ban tổ chức tiếp nhận bài dự thi đến ngày 25 tháng 10 năm 2024. Thí sinh nộp trực tuyến qua đường link https://urlvn.net/ Sáng kiến Mekong 2024 hoặc email cuộc thi sáng kiến Mekong a@gmail.com. Dòng sơ khảo diễn ra từ ngày 26 tháng 10 đến 8 tháng 11. Dòng bán kết dự kiến từ ngày 16 tháng 11 đến ngày 17 tháng 11. Dòng chung kết và trao giải được tổ chức vào phiên toàn thể diễn đàn khởi nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 2 năm 2024. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Tháp vừa có thông báo ghi nhận thêm một doanh nghiệp được sử dụng chỉ dẫn địa lý Cao Lãnh cho sản phẩm xoài. Như vậy, Đồng Tháp hiện có 3 doanh nghiệp được sử dụng chỉ dẫn địa lý Cao Lãnh cho xoài. Đó là 3 đơn vị: công ty trách nhiệm hữu hạn Western Farm, công ty trách nhiệm hữu hạn nông sản sạch T&H, công ty trách nhiệm hữu hạn nông sản Chu Chín. Theo quy chế quản lý chỉ dẫn địa lý Cao Lãnh cho sản phẩm xoài của tỉnh Đồng Tháp, mục tiêu quản lý chỉ dẫn địa lý nhằm đảm bảo việc sử dụng chỉ dẫn địa lý hợp pháp cho các chủ thể đủ điều kiện sử dụng, ngăn chặn và xử lý các hành vi sử dụng trái phép chỉ dẫn địa lý Cao Lãnh cho sản phẩm xoài. Tại thành phố Sa Đéc, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Tháp tổ chức chương trình điểm hẹn doanh nhân với chủ đề đọc sách cùng doanh nhân, review sách hay với những bài học thực tiễn trong kinh doanh và khởi nghiệp, kỷ niệm 2 năm thành lập chi hội doanh nhân trẻ thành phố Sa Đéc. Tại đây, các diễn giả chia sẻ những quyển sách hay mang nhiều thông điệp ý nghĩa như hiệu ứng cánh bướm, ChatGPT ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công việc, người bán hàng vĩ đại nhất thế giới và 36 lời khuyên dành cho khởi nghiệp, bí mật hành vi chìa khóa thành công. Qua đó, các diễn giả nhấn mạnh muốn bước chân vào con đường kinh doanh cần phải tìm hiểu thị trường và học từ sách vở, từ thực tiễn. Sách chưa chắc giúp doanh nhân câu trả lời cụ thể từng vấn đề, nhưng chắc chắn đó sẽ là chìa khóa để hiểu và giải quyết vấn đề đó. Vì vậy, sự học sẽ giúp cho bản thân mỗi doanh nhân có nhiều thay đổi tích cực, doanh nghiệp phát triển theo hướng bền vững. Chương trình cũng tổ chức kỷ niệm 2 năm thành lập Chi hội Doanh nhân trẻ thành phố Sa Đéc. Qua 2 năm hoạt động, chi hội đã có nhiều hoạt động thiết thực thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp phát triển và đóng góp tích cực cho các hoạt động an sinh xã hội thành phố và tỉnh Đồng Tháp. Để cùng phát triển kinh doanh, các doanh nghiệp nhỏ cũng gắn kết cùng nhau để giúp việc kinh doanh được đẩy mạnh hơn. Tại sự kiện, các bản ghi nhớ hợp tác cũng đã được ký kết, cam kết cùng đồng hành và phát triển. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện về hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh cuối năm 2024 và những năm tiếp theo. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu xây dựng chính sách thuế phù hợp để hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển bền vững, bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách giảm thuế, gia hạn nộp thuế đã ban hành, đẩy nhanh tiến độ hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật. Thủ tướng cũng giao Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để giảm mặt bằng lãi suất cho vay, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng của nền kinh tế.
Thưa quý vị, bên cạnh những đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế, nhiều ngành sản xuất, chế biến cũng đặt ra nhiều thách thức trong bảo vệ môi trường và phát thải khí nhà kính. Việc giảm phát thải là điều cần thiết trong bối cảnh các quy định kỹ thuật sắp có hiệu lực. Trước mắt là kiểm kê khí nhà kính. Đây là điều mà nhiều doanh nghiệp còn đang lúng túng. Đây là danh mục được Thủ tướng ban hành về các lĩnh vực cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê. Tình hình chung là các doanh nghiệp đều lúng túng. Hiện tại là ở Việt Nam có 2.166 doanh nghiệp mà bắt buộc phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo cái quyết định này. Và ở Đồng Tháp thì chúng ta có 4 doanh nghiệp nằm trong danh sách đó, đều nằm trong lĩnh vực công thương và đặc biệt là trong cái chế biến thủy sản. Khi mà liên hệ với bên em thì cũng có nói rằng là chúng tôi không hề biết mình có tên trong cái danh sách đó. Thì doanh nghiệp cũng gặp rất là nhiều khó khăn trong cái câu chuyện là làm thế nào để thực hiện kiểm kê khí nhà kính. Bởi vì đây cũng là một vấn đề rất là mới đối với doanh nghiệp Việt Nam. Có thể đâu đó họ sẽ có cái ý nghĩ rằng là chắc là mình cũng chưa cần phải làm ngay đâu. Nhưng trên thực tế là theo quy định đến ngày 31 tháng 3 năm 2025 là các doanh nghiệp nằm trong danh mục buộc phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính sẽ phải nộp báo cáo kiểm kê khí nhà kính của mình cho các cơ quan chức năng theo yêu cầu. Nếu như doanh nghiệp nào đó mà không thực hiện đúng cái không tuân thủ đúng cái yêu cầu đó thì sẽ phải chịu phạt. Cũng theo các chuyên gia, đây cũng là cơ hội cho doanh nghiệp nếu nắm bắt kịp thời để cùng chung tay với cộng đồng xanh bền vững, vừa đáp ứng nhu cầu các thị trường nhập khẩu để giúp doanh nghiệp Đồng Tháp có thể từng bước tiếp cận các khái niệm này và kịp thời thực hiện các yêu cầu về kiểm kê khí nhà kính. Trong khuôn khổ diễn đàn khởi nghiệp đồng bằng sông Cửu Long Mekong Startup 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tiếp tục tổ chức tập huấn chuyên ngành về thúc đẩy hành động thích ứng với xu hướng chuyển đổi xanh, giảm phát thải. Đợt tập huấn này cũng đưa ra các giải pháp phát triển năng lực, đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp, tài chính xanh, cập nhật một số tình hình và các vấn đề gợi mở với doanh nghiệp địa phương. Chúng tôi cũng luôn khuyến khích doanh nghiệp là hãy cứ bắt đầu bước đi những cái bước đi đơn giản nhất, chưa cần phải quá lăn tăn về câu chuyện là chúng ta đã làm đúng tuyệt đối hay chưa. Trong thời gian 3 năm qua và trong giai đoạn tới đây thì chúng tôi đều đã có những cái chương trình hỗ trợ cụ thể cho doanh nghiệp cùng với cái sự hỗ trợ kỹ thuật của các cái đơn vị tổ chức quốc tế và trong nước, các cơ quan bộ ngành có liên quan thì chúng tôi đã tiến hành một số lớp tập huấn cơ bản nhất cho doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp hiểu được là kiểm kê nó liên quan đến những cái khía cạnh gì trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, bản thân các doanh nghiệp có hay không những cái hoạt động phát thải, và trong trường hợp nếu như thực hiện kiểm kê thì cái phần doanh nghiệp có thể làm là gì, cái phần các chuyên gia mình có thể thuê tư vấn ở bên ngoài có thể làm những điều gì. Thì những cái chuyện như vậy trong thời gian tới đây là chúng tôi sẽ tiếp tục, chúng tôi đầu tư thời gian công sức để triển khai cho doanh nghiệp. Kiểm kê khí nhà kính mà các doanh nghiệp chuẩn bị tiếp cận chỉ là một phần nhỏ trong tiến trình xanh hóa sản xuất kinh doanh hiện nay. Cùng với các doanh nghiệp, phía địa phương cũng cần có các chính sách đồng bộ để tối ưu hóa các lợi thế phát triển xanh từ tài nguyên bản địa. Tôi chỉ lo Đồng Tháp ấy là sốt ruột làm công nghiệp, rồi làm những cái cụm công nghiệp mà toàn là trình độ thấp ấy, thì nó sẽ gây cái ô nhiễm, mà tự nhiên là mình mất đi những cái cơ hội cho cái cách tiếp cận xanh nó. Thì cái chỗ này là chỗ Đồng Tháp ấy, cái phân vân giữa Đồng Tháp, cái gọi là cái mô hình cụ thể của mình nó như thế nào, với lại cái gọi là cái logic phát triển phải chọn ấy, là hai cái đấy phải nên có một cái phân biệt một tí. Ta không có ngại gì cả, cứ bám vào cái đặc điểm của mình, cứ bám vào cái năng lực của mình và đi tìm những cái giải pháp nó phù hợp hơn với lại cái nội hợp. Với hành lang pháp lý đầy đủ, cơ chế hỗ trợ khuyến khích của nhà nước, các ngành sản xuất chế biến sẽ phát triển theo hướng tuần hoàn, tái tạo nguồn tài nguyên, phục vụ lại quá trình sản xuất, giảm phát thải ra môi trường, hướng tới mục tiêu net zero vào năm 2050 như Thủ tướng đã cam kết tại hội nghị COP26, và cũng là giúp các doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu của những thị trường nhập khẩu. Đến đây thì chương trình Cà phê Doanh nghiệp xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại.